ra mình ăn tạt thế rồi. Mình xe mình đang đỗ tự dưng là tạt vào đầu xe mình nhá. Nhưng mà xe mình vẫn xi nhan mà. Em ở trong anh em nói chuyện với nhau tình cảm nhưng còn nói thật như thế này nào. Em không quay mặt đâu mà, yên tâm. Em không quay mặt, yên tâm, em không quay mặt các anh. Em có quyền mà. Còn em có quyền để quay chứ. Nè, công an tạt vào đầu xe mình bây giờ không cho mình quay video. Ngay giữa cầu Thanh Trì luôn, gần cầu Thanh Trì luôn. Vừa tối hôm qua xong hôm nay lại bị nó tạt vào đầu xe đó. Thôi các bác mấy anh em nhanh lên xem. Thôi đứng đứng gọn vào đây, đứng gọn vào đây. Lại dính rồi Ngân ơi. Xén ơi lại dính rồi. Đây là trò ấy. Nghe cái gì? Vẽ ra chứ.
nó tự tạt vào đâu, nó tự tạt vào đâu xem. Nó bắt mình cái lỗi bị cái gỗ này, nhưng mà mình đang đi thì nó lại mình chuyển ra cái nó tạt vào luôn. Nó đánh lái xong cái này rồi. Không phải là mình không sai, mình làm gì mà sai, mình đỗ mình bốc hàng mà. Em có anh không có ai tên không ạ? Xem này vào bây giờ đi mẹ với đi sao mà ấy được anh ạ? Đặt vào được 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 nó hôn má mình ấy.